Hello anh em, trên tay mình là chiếc Elite 8 Active đến từ nhà Jabra. Thì đây là cái mẫu tai nghe True Wireless mới nhất được ra mắt chung với cái mẫu Elite 10 mình đã từng trên tay trong video trước. Con này nó khác gì so với con Elite 10 kia? Thì mời các bạn cùng mình tìm hiểu trong video này ha. Tuy là được định giá rẻ hơn so với Elite 10, nhưng mà tiêu chí đầu tiên giúp Elite 8 Active ghi điểm khi mày đặt lên bàn cân so với người anh em của mình, đó là một cái lớp phủ cao su non trên bề mặt giúp cầm nắm bám tay hơn, cũng như là trang bị kháng bụi và nước cho tai nghe đạt chuẩn IP68. Ngoại trừ những chiếc tai nghe dành cho bơi lội ra thì đây là chỉ số cao nhất trên một chiếc tai nghe True Wireless thể thao mình từng biết. Nó chắc chắn sẽ giúp mình hoàn toàn yên tâm trong những cái bộ môn ngoài trời. Không chỉ dừng lại ở mức chống ồn đơn thuần, một cái ưu điểm giúp cho Jabra Elite 8 Active vượt trội hơn kha khá đối thủ trong cùng tầm giá đó là Adaptive Hybrid ANC. Nói một cách dễ hiểu thì đây là một công nghệ chống ồn thông minh và tiên tiến hơn. Nó sẽ tự động nhận biết và điều chỉnh cấp độ nhằm giảm thiểu tiếng gió gây khó chịu khi mà bạn bật xuyên âm hoặc là chống ồn. Để mà nâng cao trải nghiệm giải trí thì Elite 8 Active cũng được trang bị công nghệ Dolby Audio, tuy nhiên sẽ không phải là chuẩn Dolby Atmos hoặc là Head Tracking như trên Elite 10. Khi mà sạc đầy và tắt chống ồn đi thì thời lượng pin của Elite 8 Active có thể lên tới khoảng 14 giờ và nạp lại được khoảng 3 lần nữa khi kết hợp với chiếc đốc sạc này. Các bạn có thể sạc thông qua cổng USB-C bên dưới này hoặc là bằng một cái đế sạc không dây. Với mức giá là 5 củ 690 và đang được giảm còn 5 củ 290 trong đợt hàng đầu tiên này thì đây là một bản nâng cấp đáng giá của chiếc Jabra Elite 7 Active mà các tín đồ thể thao nên cân nhắc. Nếu các bạn thắc mắc gì thì đừng ngần ngại bình luận phía bên dưới hoặc là inbox riêng cho tụi mình ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sắp tới.